cha đang nhớ luôn đi. Lỡ rồi chị. Nói chuyện ai như chị cũng lỡ hết rồi. Anh lo lên lo mấy ngày quá rồi. Hôm nay thì mình lại có một chuyến đi tiếp tế ở Hòa Hưng, ngay chỗ điểm cách ly. Gia đình có người cách ly nên để đồ tiếp tế. Đây cái bánh xèo nè. Hôm nay đồ bánh xèo đem cho mọi người cái. Với cái đồ thuốc men rồi nè. Đi. Rồi. Hả? Được mà. Không chịu đâu. Rồi đi. Vẫn
còn là ở Tiền Giang nha, là qua khỏi cái cầu Mỹ Thuận mới là Bình Chính Đông. Cầu Mỹ Thuận là gọi là cái ranh giới giữa Tiền Giang với Bình Chính Đông. Lúc trước đó, thì mấy cái bánh này bán ế hơn nhiều. Vì hiện tại này mấy cái bánh này á, các bạn biết là chợ mua hầu như rất là dễ mua, chứ không phải là như hồi xưa là gọi là đặc thù ở chỗ này cũng có. Giờ mấy cái bánh này các bạn cũng dễ, rất dễ dàng mua, nhất là cái chỗ mà mình có siêu thị đi. Vào siêu thị mấy cái này này. Với lại giờ nó ra mấy cái hãng làm nem nhiều quá, không có cái hãng nào là ngon, quá nhiều, mua cũng mang tính chất hên xui lắm, và nhái thương hiệu các kiểu, mua về ăn không ngon. Thì nem thì nó gói ngoài, và các bạn thấy các bạn để ý mua em về các bạn coi rất là nhiều chỗ sản xuất luôn, chứ không phải như xưa chỉ có nem La Dung. Hồi xưa là đa số là nem La Dung là nhiều, rồi đó là em nó không mập, không mập như La Dung. Mắm thì có mắm là nó đi Châu Đốc thì có rượu mắm gì Thảo Thảo á, và Giáo Thảo hay là cô Giáo Thảo gì đó, mắm đó ăn bây giờ các bạn lên các bạn thấy không, một cái rừng mắm luôn, cái nào cũng cô Giáo Thảo rồi bà Giáo Thảo rồi Thảo Thảo gì luôn nha. Đây là tới nè, cầu Quý Thịnh nè, không có qua cầu nha, tới đây quẹo phải đi vòng qua cầu, đây phải vòng qua cầu, lưu ý nha, quẹo phải nha, bạn mà chạy lố qua bên kia vòng lại không lắm, vòng cái đường này vòng qua bên cầu. Dưới nhà cầu của cầu Mỹ Thịnh dòng xuống cái chân cầu này cũng rộng nè, trời mưa mới mưa xong hay gì vậy. Đây mình sẽ quẹo vô nè, đây cái cổng này là xã nông thôn mới Hòa Hưng nè, từ cái cổng này mình chạy thẳng vô đường dọc sông Tiền. Đây, chạy thẳng vô, nói chung là từ đây chạy thẳng vô bên trong á cũng không có xa lắm, chạy chút xíu là tới, rồi chạy xíu chúng ta sẽ thấy một cái trường nằm bên tay phải của mình là trường mầm non Hòa Hưng. Thì cái chỗ mầm non á thì kế bên á là trường trung học cơ sở luôn, thì trường mầm non trường cơ sở nó sẽ chung để kê xăng, chị là tới đây có thể đổ xăng này. Cái đoạn tiếp tế này hiện tại thì nó hạn chế, ví dụ mà tiếp tế nhiều quá nên mình chỉ đem những thứ cần thiết và đem mọi người đem giới hạn cái thức thành thì gán ở đây nó tới 40.000 một ký rồi. Đây nè, trường mầm non Hòa Hưng màu rất là sặc sỡ luôn. Đó quẹo từ đây quẹo qua đây có cái bảng trường trung học cơ sở Hòa Hưng nè, quẹo qua đây rồi trường trung học cơ sở Hòa Hưng, đây mầm non sát bên, mầm non nó là màu sặc sỡ hơn. Đấy, chạy vào đây rồi cái ở trước là cái chỗ mà chúng ta đưa đồ đi tiếp tế, không
để đồ lên cái đồ đẩy đó. Rồi xong. À. Gì thuốc chứ có một miếng bánh cho bà. Bánh gì? Bánh xèo. Mày gửi cho ai? Đặng Thị Lụa. Cô Mười với Hoàng Khánh gì gửi lên. Nè nè nè. Trời. Điện chi? Rồi gửi xong đi điện. Chưa đọc thằng kia cho anh kia mà điện gì? Đặng Thi Lụa. Ờ, dưới đây là gì kìa? Một trăm lẻ ba. Hòa Khánh Phong Vũ Đình Phong cái sẽ cách ly Hòa Khánh luôn. Alo tới rồi nè. Bánh bánh vô không được á. Bánh xèo vô không có được. Tao không cho đem vô ha. Không cho thôi bấm cho dì hai cái thôi. Đừng có lý do khác gì. Thông báo trên lo mới dài rồi. Vậy hả anh bánh là bánh vô không có được nha. Đồ ăn là không đi được. Đồ ăn vô không có vô được. Để nói cho dì hai cái à. Xin đây. Rồi rồi lấy đây nè. Xin ai? Đó bà đó bà xin ai kìa. Xin ai nói người ta kìa. Dì Mười nào chạy. Cha đang vô luôn đi. Lỡ rồi trời. Sách về nữa nó. Dạ. Nói về ai đi chị cũng lỡ hết rồi. Lo lên lo mấy ngày quá là không có. Ủa lúc này không cho đem đồ ăn hả anh? Không, không cho đem đồ ăn vô. Chỉ đem đem giấy cho thôi hả? À. Chứ đồ ăn không cho đem vô. Rượu bia thì thuốc lá đó giờ nhớ vô là không nói rồi. Dạ. Cái này có ngọt người ngọt không? Dạ. Để vô dạ em cảm ơn. Cảm ơn anh. Đồ ăn ở đây thường người ta có rồi, người ta không cho đem đâu. Hả? Giờ nói chung là gác quá tải rồi, dưới đây đồ ăn á, thường là người ta có cho ngồi. Người ta không cho. Mà cái này cũng dở lỡ người ta ăn không được sao trời. Đúng không? Vậy khi đồ ăn ta ăn không được sao? Chỉ giờ chỉ cho được nhu yếu phẩm và không có đồ ăn thì có thể đem được chỗ này. Khu cách ly Hòa Hưng thì mọi người lưu ý ha, khi đem đồ ha. Thôi về thôi, video này kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này.